Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của chúng tôi. Chúc các bạn có một ngày mới thật vui vẻ và tràn đầy năng lượng. Và sau đây là nội dung chi tiết của kênh. Mời các bạn cùng chú ý đón xem và theo dõi. Mới 1 tuổi nhưng con gái Đông Nhi đã ra dáng người lớn khi được mẹ làm cho điều này. Con gái Đông Nhi ông Cao Thắng càng lớn càng đáng yêu, khiến người hâm mộ suýt xoa chỉ muốn ẵm về nuôi. Bé Winnie chào đời đánh dấu mốc chặng đường hơn một thập kỷ yêu và cưới của ca sĩ Đông Nhi và ông Cao Thắng. Cũng vì là nhóc tì đầu lòng nên Winnie được bố mẹ và người thân cưng chiều, người hâm mộ hết sức quan tâm. Mới đây trên trang cá nhân, Đông Nhi đăng tải loạt ảnh con gái quàng khăn đỏ, đeo cặp, ra dáng như người lớn khiến nhiều người thích thú. Càng lớn cô bé càng xinh xắn như tiểu thiên thần, đáng yêu hơn và giống hệt bố Thắng. Winnie có nước da trắng nọn nà, vóc dáng bụ bẩm, lại còn biết nhắn nhít khi mới hơn 1 tuổi. Trong loạt ảnh mới của con, Đông Nhi cũng đính kèm dòng trạng thái gây cười. Nhân ngày 20 tháng 11, con xin cảm ơn thầy Thắng và cô Ngọc đã dạy con những bài học vui nhộn một năm qua. Con chúc thầy cô nhiều sức khỏe và năng lượng để dạy con vui vẻ thêm nhiều năm sau nữa ạ. Về phía ông Cao Thắng, anh hài hước, học sinh mini tới giờ đi học mà còn mê chơi ú à quá. Cả gia đình dường như cũng đã có giây phút thoải mái nhờ vitamin hạnh phúc Winnie. Học sinh nhí Winnie được bố mẹ đeo khăn quàng và mang cặp đi học đầy đáng yêu. Khuôn mặt đáng yêu của Winnie khiến dân tình xích xoa. Winnie còn rất thích chơi trốn tìm cùng với bố, biểu cảm và nụ cười tươi của cục vàng khiến nhiều người phải lụi tim. Là con gái đầu lòng của cặp sao Việt đình đám, Winnie rất được bố mẹ cưng chiều khi mặc những bộ quần áo phụ kiện trên người đều là đồ hiệu đắt tiền xinh xắn. Thậm chí khi cô nhóc còn chưa chào đời, giọng ca bói rối đã sắm sẵn 4 chiếc túi hiệu của nhà mốt Pháp đắt giá để tặng cho Winnie khi còn lớn. Được biết, những chiếc túi này có giá khoảng 700 triệu đồng và là những chiếc túi mà không phải đứa trẻ nào cũng có thể sở hữu. Sau khi chia sẻ lên trang cá nhân, khoảnh khắc dễ thương của Winnie thu hút sự quan tâm của đông đảo dân mạng với hàng nghìn lượt yêu thích cùng nhiều bình luận của cư dân mạng. Đón nhận nụ hôn của thế lực nhí đình đám này, không chỉ ba mẹ mà người theo dõi cũng vô cùng thích thú. Tình yêu của hai người thêm trọn vẹn khi có con gái. Bản tin của chúng tôi đến đây đã kết thúc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn ở những bản tin tiếp theo.